Đây là bài thơ nổi tiếng của cụ A Nam Trần Tuấn Khải được sáng tác vào đầu thế kỷ 20 và theo điệu Anh Quá điệu sắp bây giờ là ca trù phải không? Anh Quá chân nánh sụp vật bên tàu đuôi tay em đỡ cán căn trầu em lấy đưa anh tay cầm giọt lệ tay cầm trầu giọt lệ chảy anh rơi một miếng cho bỏ tình em nhớ thương. Bây giờ là tiết mục nào phải chuẩn bị ra trù xong rồi đến chầu văn này, chầu văn thì đến gì nào, chầu văn thì đến đến hay là đến cái bài mẹ của Nguyễn Ngọc Thiện được không ạ? Chị đi kiếm chung được không ạ? Rồi bây giờ là bác rất là nhiều người chị, bây giờ là cái mấy tiết mục này thôi đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ treo của nổi xuống rồi. Bây giờ anh đi dự thì anh còn cần đi ăn đám cưới.